Tâm điểm của bóng đá những ngày vừa qua đang đổ dồn với câu chuyện tương lai của Kylian Mbappe, một trong hai tiền đạo xuất sắc nhất thế giới lúc này. Dường như mọi thứ đã được định đoạt, tiền đạo người Pháp sẽ trở thành người của Real ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả là cách mà PSG hay cá nhân huấn luyện viên Luis Enrique đối xử với ngôi sao của mình trong thời gian qua. Kylian Mbappe liên tục bị thay ra sớm ở những trận đấu gần đây của PSG, và huấn luyện viên Luis Enrique cho biết ông có lý do để tiếp tục làm điều này. Thậm chí Lô Cho còn thẳng thắn rằng việc này là hòng giúp đội bóng tập làm quen với chuyện thiếu Mbappe. Nhưng quen đầu thì chẳng thấy, chỉ thấy khi đánh một trận đánh lớn với Real Sociedad tại C1 vừa rồi, huấn luyện viên người Tây Ban Nha vẫn phải trao cho tiền đạo này tấm bằng thủ quân hiên ngang bước ra sân. Sẽ không ngoa nếu bảo rằng đây là việc làm bắt buộc, bởi hiện tại trong đội hình của đội chủ sân công viên Quang Tử, chỉ duy mình Kylian Mbappe mới đủ sức đưa đội bóng đi xa và đi sâu tới đấu trường mà họ còn dang dở. Thực tế cũng đã chứng minh Mbappe chính là nhân tố chính giúp cho PSG có được một chiến thắng tưng bừng nơi sân khách. Song, nó đồng thời cũng khiến cho người mộ thêm phần lo lắng. Bởi khi anh ra đi, liệu ai sẽ là người đảm đương trọng trách đó? Quyết định đầy ải Kylian Mbappe ở các trận đấu quốc nội vẫn chưa giúp Lucho chứng minh được đội bóng sẽ ổn khi không có Mbappe. Bằng chứng rõ nét nhất là những trận hòa mờ nhạt gần đây của đội bóng. Đó cũng là một phần lý do khiến cho Enrique không dám mạo hiểm thêm tại Champions League. Sẽ có ngay một bản án lớn nếu như chiến lược gia người Tây Ban Nha dám cất Mbappe trên băng ghế dự bị và khiến cho đội bóng nhận kết quả không như mong đợi. Nên nhớ, PSG tại Champions League luôn bị gán là gã nhà giàu yếu bóng vía. Thậm chí khi đã dẫn trước Sociedad ở lượt đi, chẳng ai dám chắc đội bóng nước Pháp có thể làm được điều tương tự ở lượt về. Trong những mùa giải gần đây, PSG là đội bị loại nhiều nhất khi đã thắng ở trận lượt đi. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng câu chuyện dính phốt của PSG tại Champions League dường như đã trở thành một thói quen xấu. Nó cho thấy bản lĩnh yếu kém của đội chủ sân Parc des Princes ở sân chơi danh giá nhất châu lục. 3/7 mùa giải gần nhất, PSG bị loại khỏi Champions League sau khi dẫn trước ở lượt đi. Thảm họa nhất là mùa 2016-2017, họ thắng tưng bừng 4-0 ở lượt đi, rồi thua 1-6 ở lượt về và bị Barca loại. Mùa 2018-2019, sau khi thắng MU 2-0 ngay tại Old Trafford, thì lại thua 1-3 trên sân công viên của Hoàng Tử và bị loại bởi lượt bàn thắng trên sân khách. Đến mùa 2021-2022, thắng 1-0 lượt đi, PSG dẫn trước ở lượt về, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 1-3 và bị loại. Sự yêu bóng vía đến thảm thương, những bài học xương máu ấy luôn nhắc nhở thầy trò Luis Enrique, nhất là khi họ phải làm khách trên sân của đội bóng xứ Basque. Hơn nữa, hai trận hòa liên tiếp gần nhất tại Ligue 1 cũng là lời cảnh báo mới nhất dành cho Lucho cùng các học trò. Khi không tôn trọng đối thủ, họ có nguy cơ phải trả giá đắt. Enrique có lẽ hiểu rất rõ C1 quan trọng với PSG như thế nào. Bởi thế, ông không hề dám đi trên giày như ở đấu trường quốc nội. Việc tung Mbappe ra sân ngay từ đầu chính là cách mà ông đã tự dán cho mình một tấm bùa hộ mệnh. Trước một kèo đấu quan trọng với Sociedad, chỉ có Kylian Mbappe mới đủ sức kéo phần trăm chiến thắng về gần hơn với đội bóng nước Pháp. Sự khác biệt của Mbappe trên sân là điều ta thấy được rất rõ. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ý đồ chiến thuật của Enrique hiện ra ngay lập tức. Đội bóng của ông sẽ chơi theo cách tạo ra thật nhiều bóng cho Mbappe ở phía trên. Lucho thi triển, chúng ta thấy, và chắc chắn, bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp của ông cũng sẽ tường tận vấn đề này. Đó là lý do bên cạnh Mbappe lúc nào cũng có hai cái bóng của đội chủ nhà theo sát. Thậm chí, huấn luyện viên Emmanuel Anguacin còn cắt cử trung vệ Zubendia chơi thòng xuống phía sau để có thể chặn được những pha bứt tốc của Mbappe. Chiến lược gia này thừa hiểu, nếu xuất phát cùng một điểm, học trò của ông chỉ có thể ngửi khói, chứ khó lòng mong ngăn chặn được cầu thủ người Pháp. Bài đánh của Enrique là một bài đánh cơ bản, một chiến thuật vỡ lòng mà bất kỳ đội bóng nào có ngôi sao như vậy cũng sử dụng. Tuy nhiên, cái khó ở đây là cho dù biết, nhưng chẳng ai dám đảm bảo có thể hóa giải được. Sociedad đã chuẩn bị rất kỹ cho việc tiếp đón PSG nói chung và cá nhân Kylian Mbappe nói riêng. Nhưng rồi sao? Bóng lăn được đúng 15 phút, bàn thắng đã đến với PSG và người ghi bàn mở tỷ số không ai khác ngoài Mbappe. Đó là tình huống mà người hâm mộ đã quá quen với tiền đạo này. Từ tuyến giữa, Vitinha có một đường mở bóng khá thoáng cho Mbappe. Chỉ chờ có thế, công tăng của chiếc xe đua F1 đã được mở lên. Ngay từ pha D3, anh đã loại bỏ phía sau gã hậu vệ Hamari Traoré luôn theo sát mình như hình với bóng từ đầu trận. Khi chiếm được khoảng trống, Mbappe có pha vùng chân chéo góc căng như kẻ chỉ, khiến thủ thành Real Sociedad chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Cần phải nói thêm rằng, xuyên suốt 45 phút hiệp 1, những tình huống tấn công con nét của PSG đều xuất phát từ hành lang cánh trái do Mbappe đảm trách. Nếu không phải là những pha đi bóng tốc độ, thì kịch bản quen thuộc cũng là việc Mbappe sẽ bứt tốc để đón những đường giọt bóng xuống đáy biển, từ đó căng ngang hoặc tạo cơ hội cho các đồng đội ở tuyến hai. Điều đó cho thấy một thực tế rằng, sức ảnh hưởng của Mbappe trong lưới chơi chung của đội bóng vẫn còn lớn đến như thế nào. Bước sang hiệp 2,
PSG có phần chơi ung dung hơn. Nhưng rõ ràng, dù không nhận quá nhiều sức ép, nhưng chính các cầu thủ Sociedad cũng không dám dâng quá cao đội hình để tấn công. Họ chỉ thường phát động từ hai bên cánh do Kubo và Gerardo Becker lĩnh sướng. Điều đó là dễ hiểu, bởi khi có Mbappe trên sân, việc dâng cao đội hình chẳng khác nào bản án tử dành cho đội bóng trên những đợt phản công của PSG. Nhưng trong một ngày đẹp trời tại Tây Ban Nha, đội bóng của Enrique chẳng cần tốn quá nhiều sức. Chỉ đúng hai đường chuyền, bàn thắng thứ hai của họ đã được tạo ra. Đáng nói, người tiếp tục tỏa sáng lại chính là người mà Luis Enrique đang cố chứng minh không quá quan trọng đối với đội bóng. Tình huống đến ở phút thứ 56, thời điểm mà Sociedad vẫn đang triển khai bóng tích cực bên phần sân nhà của đội khách. Sau pha đập nhà ở trung tuyến, một đường chọc khe vừa tầm đã được tung ra. Và chỉ chừng có thế, Mbappe bứt tốc cực nhanh và tung ra cú dứt điểm vào góc gần bất ngờ, khiến thủ thành Romero không kịp phản xạ. Một bàn thắng không thể đơn giản hơn. Với tốc độ của mình, Mbappe chẳng khác nào là một mình một ngựa đối đầu với thủ môn đối phương. Bàn thắng muộn màng của Merino ở phút thứ 89 là không đủ để thay đổi cục diện. Cú đúp của Mbappe ở trận cầu này đã định đoạt mọi thứ. Tấm vé vào chơi vòng tứ kết cũng chính thức được trao cho PSG. Có thể thấy, Mbappe chính là cơ hội cuối cùng để PSG chinh phục Champions League. Họ đã từng dụng công rất nhiều, thậm chí một người tầm cỡ như Messi cũng đã đến với mục tiêu chinh phục C1 về đội. Nhưng tất cả đã thất bại. Niềm hy vọng của họ ngày một vơi đi và hiện tại chỉ có đúng cái tên Kylian Mbappe. Nhưng hạn dùng của PSG đã sắp hết, họ cần phải nắm bắt thật tốt cơ hội cuối cùng này. Với cá nhân Mbappe, chắc chắn những thất bại liên tiếp tại Champions League những năm qua càng khiến anh khát khao chinh phục được giải đấu này lớn hơn. Mbappe đã đứng trước cơ hội cuối cùng để làm điều đó với PSG. Anh đã chuẩn bị tất cả để cháy lần cuối. Tuy nhiên, nhìn nhận ở một khía cạnh khác, khi người mộ đội bóng nước Pháp càng thấy Mbappe chơi hay bao nhiêu, họ lại càng lo lắng bấy nhiêu. Lỡ như mùa sau PSG lại không vô địch thì sao? Năm sau ai sẽ là người lĩnh sướng? Quả thật, đó là một vấn đề nan giải. Mbappe giờ đây chính là tấm bùa hộ mệnh cho đội bóng ở đấu trường C1. Một khi gỡ nó ra, chúng ta chẳng biết điều gì sẽ xảy đến. Hãy thử nhìn vào dàn nhân sự của Enrique. Thử hỏi, mùa sau không có Mbappe thì ông lấy ai để mang đi chinh phục Champions League? Có thể nói, nếu vô địch Champions League mùa này, nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Các lãnh đạo có thể tự hào với bước chuyển mình đã thực hiện ở mùa hè năm ngoái. Còn Mbappe có thể rời Parc des Princes bằng cửa trước với cảm giác hoàn thành nhiệm vụ và hình ảnh của một người hùng. Xong, nếu kịch bản không vô địch xảy ra, khi Mbappe ra đi, anh sẽ để lại một câu hỏi lớn dành cho đội bóng rằng liệu họ sẽ dùng ai để tiếp tục chinh phục giấc mơ dang dở suốt nhiều năm qua? We'll be right back.